Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 66. Bài 3.25 bằng Eke nêu cách kiểm tra một tứ giác có là hình chữ nhật không? Hãy giải thích kết quả. Chú ý là bằng Eke. Thì Eke là chủ yếu là để chúng ta vẽ góc vuông và kiểm tra góc vuông. Tuy nhiên là chúng ta có thể vẽ thêm góc 60 độ và góc 30 độ. Nhưng mà mục đích chính vẫn là để kiểm tra góc vuông. Thì biết rằng á, hình chữ nhật thì tất cả các góc nó đều vuông và ngược lại. Do đó chúng ta dùng Eke để kiểm tra xem cái tứ giác đó nó có tất cả các góc đều vuông hay không. Và tuy nhiên mình biết rằng là chỉ cần ba góc vuông thì góc còn lại cũng sẽ vuông vì tổng bốn góc trong một tứ giác bằng 360 độ. Cho nên là thực tế là chúng ta không cần kiểm tra hết tất cả các góc mà mình chỉ cần kiểm tra ba góc của nó thôi. Nếu mà ba góc đó vuông thì góc còn lại cũng vuông. Suy ra tứ giác của chúng ta là hình chữ nhật. Còn nếu mà có một góc nào đó nó không vuông thì mình kết luận nó không phải là hình chữ nhật. Được không? 3.25. Thì chúng ta giải thích kết quả trước nha. Mình biết rằng là các góc của hình chữ nhật đều là góc vuông. Vì các góc của hình chữ nhật đều là góc vuông. Và ngược lại. Ngược lại có nghĩa là nếu mà một tứ giác mà có các góc đều là góc vuông thì tứ giác đó là hình chữ nhật. Được chưa? Vì các góc của hình chữ nhật đều là góc vuông và ngược lại. Nên ta có cách kiểm tra như sau. Chú ý là mình chỉ có cái Eke thôi. Thì chúng ta sẽ dùng cái Eke để kiểm tra xem ba góc của tứ giác đó cho có phải là góc vuông hay không. Dùng Eke để kiểm tra xem ba góc của tứ giác đã cho có phải là góc vuông hay không. Dùng Eke để kiểm tra xem ba góc của tứ giác đã cho có phải là góc vuông hay không. Thì chúng ta có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là cả ba góc đều vuông. Và khả năng thứ hai là sẽ có một góc nào đó nó không vuông đúng không? Nếu cả ba góc đều vuông. Nếu cả ba góc đều vuông thì góc còn lại cũng vuông. Do đó tứ giác đã cho là hình chữ nhật. Đó. Khả năng thứ nhất là nếu mà cả ba góc đều vuông thì góc còn lại cũng vuông, do đó tứ giác đã cho là hình chữ nhật. Nếu có một hay nhiều góc không phải là góc vuông thì tứ giác đã cho không phải là hình chữ nhật. Ok, chúng ta xong 3.25. Ta đọc lại nè.
Sợ chữ xấu quá các em đọc không ra. Vì các góc của hình chữ nhật đều là góc vuông và ngược lại, nên ta có cách kiểm tra như sau. Dùng eke để kiểm tra xem ba góc của tứ giác đã cho có phải là góc vuông hay không. Nếu cả ba góc đều vuông thì góc còn lại cũng vuông, do đó tứ giác đã cho là hình chữ nhật. Nếu có một hay nhiều góc không phải là góc vuông thì tứ giác đã cho không phải là hình chữ nhật. Chúng ta xong ha. Bây giờ chúng ta sang bài 3.26. Bằng compa. Đó, bài 3.25 là bằng eke, còn bây giờ là bằng compa. Nêu cách kiểm tra một tứ giác có là hình chữ nhật không? Giải thích kết quả. Thì eke thì để chúng ta kiểm tra góc vuông. Còn bây giờ mình dùng compa thì mình không thể kiểm tra góc vuông được. Nhưng mà compa thì chúng ta có thể so sánh được độ dài của các cạnh đối, đúng không? Mình có thể so sánh được độ dài của hai cạnh bất kỳ bằng cách là mình mở cái độ mở của compa này. Mình xem, à, ví dụ cạnh này bằng như này, rồi mình so sánh với cạnh này, đó, nó có bằng nhau hay không, được chưa? Compa thì chúng ta có thể làm được điều đó. Ok. Thì mình biết rằng là một tứ giác nó là hình bình hành nếu nó có các cặp cạnh đối bằng nhau, đúng không? Đó. Như vậy thì bây giờ mình kiểm tra xem là một cặp cạnh đối nè, hai cặp cạnh đối nè, nó có bằng nhau hay không. Nếu mà hai cặp cạnh đối này bằng nhau thì nó là hình bình hành. Sau đó, để mà kiểm tra xem nó có phải là hình chữ nhật hay không, thì chúng ta cần kiểm tra xem cặp đường chéo này nữa. Đó. Bởi vì hình bình hành mà có hai đường chéo bằng nhau, thì mình suy ra nó là hình chữ nhật. Được chưa? Đó. Như vậy thì tóm lại, để kiểm tra xem một tứ giác có là hình chữ nhật hay không bằng compa, thì chúng ta sẽ kiểm tra hai cặp cạnh đối và cặp đường chéo, được chưa? Một cặp cạnh đối này, hai cặp cạnh đối này và một cặp đường chéo. Nếu mà cả ba cặp đoạn thẳng đó đều là cặp đoạn thẳng bằng nhau thì tứ giác đã cho là hình chữ nhật. Còn nếu mà có một hay nhiều cặp không bằng nhau thì tứ giác đó không phải là hình chữ nhật. Đó, chúng ta dựa vào cái cơ sở lý thuyết là hai cặp cạnh đối là cặp đoạn thẳng bằng nhau thì nó là hình bình hành. Có thêm hai đường chéo bằng nhau thì nó là hình chữ nhật. Bài 3.26 thì mình giải thích kết quả trước nha. Vì tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành, được chưa? Hình bình hành. Có thêm hai đường chéo bằng nhau nữa thì nó là hình chữ nhật. Đó, được chưa? Vì tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. Có thêm hai đường chéo bằng nhau nữa thì nó là hình chữ nhật. Đó. Do đó ta có cách kiểm tra xem một tứ giác có là hình chữ nhật hay không như sau. Chú ý là chúng ta dùng compa nha. Thì dùng compa kiểm tra xem hai cặp cạnh đối. Dùng compa kiểm tra xem
hai cặp cạnh đối và cặp đường chéo của tứ giác. Hai cặp cạnh đối này mà là hai cặp đoạn thẳng bằng nhau thì mình suy ra nó là hình bình hành. Rồi có thêm hai cặp đường chéo của tứ giác bằng nhau nữa thì suy ra nó là hình chữ nhật. Được chưa? Dùng con 3 kiểm tra xem hai cặp cạnh đối và cặp đường chéo của tứ giác đã cho có bằng nhau hay không. Đó, thì chúng ta cũng có hai khả năng xảy ra. Nếu mà cả ba cặp đoạn thẳng đó đều là cặp đoạn thẳng bằng nhau. Nếu cả ba cặp đoạn thẳng đó đều là cặp đoạn thẳng bằng nhau thì tứ giác đã cho là hình chữ nhật. Còn nếu có một cặp không bằng nhau, nếu có một hay nhiều cặp cho nó rõ không bằng nhau thì tứ giác đó không phải là hình chữ nhật. Ok, chúng ta xong 3.26. Chúng ta sang 3.27. Cho tam giác ABC đường cao AH, chúng ta vẽ hình luôn. 3.27 cho tam giác A, B, C đường cao AH. Mình vẽ đường cao thì mình để cái hiệu vuông góc vào. Còn M là trung điểm của AC. M là trung điểm của AC. M của chúng ta sẽ nằm đây. M là trung điểm của AC. N là điểm sao cho M là trung điểm của HN. M là trung điểm của HN. Có nghĩa là N đâu đây đúng không? M là trung điểm của HN. Đây. N chúng ta sẽ nằm đây. Chứng minh tứ giác AHCN là hình chữ nhật. AHCN là hình chữ nhật. Thì nối lại. Đây. Chứng minh AHCN là hình chữ nhật. Thì mình vẽ hình ok rồi. Thì mình nhìn mình thấy ngay là AHCN. Thứ nhất, nó là hình bình hành cái đã. Vì sao? Vì nó có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Được chưa? À, theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Cho nên đó là hình bình hành. Hình bình hành mà có một góc vuông thì nó là hình chữ nhật. Theo dấu hiệu nhận biết. Được chưa? Dấu hiệu nhận biết là hình chữ nhật. Hình tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật. Hoặc là hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Hoặc là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Đó, thì hình bình hành của chúng ta có một góc vuông nên nó là hình chữ nhật. Rồi, chúng ta trình bày vào. Ta có M là trung điểm của AC.
M là trung điểm của AC. Rồi, M nó cũng là trung điểm của H nè. Được chưa? M cũng là trung điểm của H nè. Do đó là AC và HN cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Nên AC và HN nó cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Đó. Thì tứ giác AHCN có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên nó là hình bình hành. Do đó tứ giác AHCN là hình bình hành. Đó. Lý do là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Đó, mình chỉ ra nó là hình bình hành cái đã. Rồi bây giờ mình chỉ ra nó có một góc vuông nữa thì suy ra nó là hình chữ nhật. Đúng không? Vì AH là đường cao. Vì AH là đường cao. AH là đường cao có nghĩa là góc AHC bằng 90 độ. Đó. Hình bình hành AHCN có một góc bằng 90 độ nên là hình chữ nhật. Hình bình hành AHCN có góc AHC bằng 90 độ nên là hình chữ nhật. Đó, hình bình hành mà có một góc vuông là hình chữ nhật. Dấu hiệu nhận biết. Chúng ta xong 3.27. Chúng ta sang 3.28. Xét một điểm M trên cạnh huyền của tam giác ABC vuông cân tại A. Vuông cân tại A. Chúng ta vẽ hình luôn ha. Vuông và cân nữa. 3.28. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi, vuông cân tại A thì A đây, vuông nè, B nè, C nè. Rồi, xét một điểm M trên cạnh huyền. Vậy mình lấy điểm M đây. Đó, xét một điểm M trên cạnh huyền của tam giác ABC, vuông cân tại A. Gọi N và P lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các cạnh AB, AC. Có nghĩa là N là hình chiếu của M lên AB. Thì chúng ta kẻ đường vuông góc từ M xuống AB. Thì điểm đó là điểm N. Còn P là hình chiếu vuông góc của M trên cạnh AC. Có nghĩa là từ M chúng ta vẽ đoạn thẳng vuông góc với AC, nó sẽ cắt AC tại P. Đây, lúc này chúng ta gọi P là hình chiếu vuông góc của điểm M lên cạnh AC. Còn N là hình chiếu vuông góc của điểm M lên cạnh AB. Chúng ta hiểu nôm na là lấy cái đèn pin chúng ta chiếu
chúng ta chiếu vào, thì lúc này ảnh của điểm M nó sẽ là điểm N. Còn mình lấy đèn pin mình chiếu xuống, thì ảnh của điểm M sẽ là điểm P. Đó, hình chiếu là vậy. Câu A, hỏi tứ giác AP, MPAN là hình gì? MPAN là hình gì? À, rõ ràng mình thấy nó là hình chữ nhật đúng không? Vì sao? Một góc vuông, hai góc vuông, ba góc vuông. Ba góc vuông thì góc còn lại cũng sẽ vuông. Được chưa? Thì theo định nghĩa tứ giác mà có bốn góc vuông là hình chữ nhật. Ok, câu A rất là đơn giản đúng không? Câu A nè. Thì xét tứ giác MPAN. Xét tứ giác MPAN. Ta có. Thứ nhất á, là mình có góc A bằng 90 độ. Đó. Lý do là tam giác ABC nó vuông vuông tại A. Rồi tiếp theo, chúng ta có góc N cũng bằng 90 độ. Lý do là MN vuông góc với AB, hoặc là do N là hình chiếu của M lên AB nha. Hoặc là mình ghi là do MN nó vuông góc với AB, hình chiếu thì sẽ vuông góc. Rồi mình có góc P cũng bằng 90 độ. Lý do là MP vuông góc với AC. Đó. Có ba góc bằng 90 độ thì mình suy ra cái góc còn lại bằng 360 độ trừ cho ba góc này, có nghĩa là 3 nhân 90 độ thì chúng ta cũng được 90 độ. Được chưa? Vậy tứ giác MPAN là hình chữ nhật. Được chưa? Cái này là theo định nghĩa. Theo định nghĩa là hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Mình đã chỉ ra tứ giác này có bốn góc vuông nên nó là hình chữ nhật. Rồi chúng ta xong câu A. Câu B, hỏi M ở vị trí nào thì đoạn thẳng NP có độ dài ngắn nhất. Vì sao? NP. NP là đoạn này. Đó. Thì mình biết rằng là M là một điểm nằm trên BC. Đó. Mình lấy bất kỳ đúng không? M là một điểm nằm trên cạnh huyền BC, lấy bất kỳ. Thì khi mà M nó di chuyển thì mình thấy rằng là NP nó cũng di chuyển theo. Nhưng mà có một cái vị trí nào của M để cho NP nó ngắn nhất. Đó, chúng ta cần tìm cái vị trí đó. Và như thầy thường nói với các em là thường thường câu A nó sẽ giúp mình làm câu B nha. Có nghĩa là câu A người ta bảo mình chứng minh bạn này là hình chữ nhật, là mình sẽ xem thử nó có giúp gì cho mình để mà mình làm được câu B hay không. Thì mình biết rằng là hình chữ nhật là có hai đường chéo bằng nhau, đúng không? Tính chất của hình chữ nhật, NP là một đường chéo này. Rồi MA cũng là một đường chéo. Thì mình có là NP sẽ bằng MA. Đó, có nghĩa là khi M di chuyển thì NP và AM nó cũng luôn luôn bằng nhau. Và lúc này mình thấy rằng là M này, nó trượt tới gần điểm C thì AM nó sẽ dài ra đúng không? AM dài ra thì NP nó cũng dài ra. Như vậy thì mình thấy là khi nào AM là nhỏ nhất thì lúc đó NP là ngắn nhất. Đó. Thì rõ ràng là ở lớp 7 mình đã học rồi, AM ngắn nhất
Khi AM nó vuông góc với BC. Đồng ý không? Đó. Đường vuông góc là đường ngắn nhất. Ok chưa nè? Mình thử kẻ nha. Mình cứ nháp thôi. Đó, đây là đường ngắn nhất nè. Đó, khi M nằm đây thì AM ngắn nhất. Mình biết rằng là AM bằng NP mà, cho nên AM ngắn nhất thì NP cũng ngắn nhất. Như vậy thì nằm đây là nằm đâu? Đường vuông góc là đường ngắn nhất. Đó. Như vậy thì mình thấy rằng là tam giác ABC người ta cho là tam giác vuông cân. Vuông cân thì đường cao cũng sẽ là đường trung tuyến, đúng không? Đó. Do đó, đường trung tuyến có nghĩa là M sẽ là trung điểm của BC. Đó, vậy mình nhận định là khi M là trung điểm của BC thì lúc đó AM là ngắn nhất và NP cũng sẽ ngắn nhất. Ok không? Đây, chúng ta trình bày như sau. Vì MBAN là hình chữ nhật. Nên chúng ta có cạnh NP sẽ bằng với cạnh AM. Đó, NB bằng AM. Với M là một điểm tùy ý trên cạnh BC. Với M là một điểm tùy ý trên cạnh BC. Thì lúc này độ dài của cạnh AM nó luôn lớn hơn hoặc bằng luôn lớn hơn hoặc bằng khoảng cách từ điểm A đến BC. Đồng ý không? Đường vuông góc là đường ngắn nhất mà. Cho nên là độ dài của AM nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng khoảng cách từ điểm A đến BC. Mà chúng ta lại có tam giác ABC cân tại A. Nó cân tại A, cho nên là khi M là trung điểm của BC thì lúc này AM sẽ vuông góc với BC. Khi M là trung điểm của BC thì AM sẽ vuông góc với BC. Được chưa? AM vuông góc với BC. Tức là AM chính là khoảng cách từ điểm A đến BC. Tức là AM chính là khoảng cách từ điểm A đến BC. Đó. Mà NB bằng AM, đúng không? Cho nên là AM ngắn nhất thì NB cũng ngắn nhất. Vậy NP ngắn nhất khi M là trung điểm của BC. Rồi, chúng ta xong bài tập ở trang 66. Thì có chỗ nào không hiểu các em để lại comment. Còn nếu mà thấy video này hữu ích thì nhớ cho thầy An một like. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye!